Người thân qua đời vì tai nạn giao thông do không được cứu trợ kịp thời. Với nỗi mất mát đó, chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân quyết định kêu gọi bạn bè và thành lập nên đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 nhằm hỗ trợ những người gặp tai nạn giao thông lúc giữa đêm. Đều đặn vào 21 giờ 30 phút hàng ngày, những thành viên của đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 sẽ đi quanh khu vực thành phố Thủ Đức để hỗ trợ cho những người bị tai nạn hoặc thủng lốp xe. Bữa đó ngày ngã tư bên đường Phạm Lộng nó bị giao thông tai nạn giao thông, vậy công an chưa xuống tới, rồi cô mới thấy vậy, cô mới điện mình lội nè, tôi xuống tôi sơ cứu, tôi cấp cứu cũng tận tình lắm. Các bạn đã cùng đồng chung một cái ý hướng để mà thành lập ra một cái đội hỗ trợ tình nguyện chỉ chuyên về hỗ trợ tai nạn giao thông, tại vì có rất nhiều người trên đường họ thấy tai nạn giao thông nhưng mà không dám cứu chữa cho những cái người bị nạn bởi vì những cái rất nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Ban đầu, việc tiếp nhận những tình trạng cần hỗ trợ còn khó khăn vì nhóm chưa được nhiều người biết đến và không có chuyên môn. Về sau, chị được các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện thành phố hỗ trợ và học được các bước sơ cấp cứu. Từ đó, việc người dân giúp đỡ cũng nhanh chóng, an toàn và kịp thời. Trong thời gian này, tình hình dịch bệnh đang phức tạp trở lại. Đội cũng đang luôn trong tinh thần hỗ trợ cho các bệnh viện nếu như bệnh viện thiếu xe ra hiện trường trong tình trạng quá tải. Quý khán giả cũng mua gì ở đâu nếu gặp khó khăn trên đường, có thể liên hệ vào hotline của đội để được hỗ trợ.